Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn những cái điều kiêng kỵ khi chúng ta đi mua nhà, mua đất, làm sao cho nó hiệu quả cho chúng ta. Và có nhiều người còn không biết gọi những cái điều kiêng kỵ ra, dẫn đến là cũng chẳng biết đầu tư về đâu, đầu tư như thế nào. Được chưa? Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ biết được những cái điều kiêng kỵ đấy. Khi chúng ta mua nhà, chúng ta tham khảo những điều này để làm sao chúng ta đầu tư mua nhà hay là chúng ta sẽ tốt hơn. Được chưa? Điều đầu tiên là các bạn không mua nhà hay mảnh đất đã có người chết, nghĩa là chết ở đây thì nhà nào cũng có thằng chết cả, nhưng ý nói là chết tắc tử, chết đột tử, hoặc chết ở một cái nguyên nhân nào người ta một cái sự hãi hùng, được chưa? Thì chúng ta không nên mua mua cái nhà như vậy, bởi vì sao? Đấy là những cái câu chuyện không hay, những cái điều đen, đúng không? Điều đen đen đủ nó đến, hay là những cái gì mà nói chung là nó có những một cái câu chuyện bí ẩn thì tốt nhất chúng ta không mua. Thì cái này các bạn muốn biết thì các bạn phải điều tra thôi, chứ các bạn hỏi chủ đất lên môi giới đôi khi người ta không biết đâu. Thì các bạn phải điều tra, rất nhiều người biết về cái bất động sản đó, cái nhà đó, có nhiều cái căn nhà rất là đẹp nhưng mà bán chẳng ai mua, đúng không? Bởi vì lý do là sao, đúng không ạ? Đấy thì chúng ta phải điều tra cái điều này, cái kỹ năng điều tra là các bạn phải vào cốt chuyên sâu, các bạn sẽ biết được điều đó, không chỉ có tải những bộ video đó về để các bạn làm sao học được cái điều đó, được chưa? Và thứ hai là không mua nhà gần đình đền chùa nhỏ, nhớ chữ nhỏ nhé, chứ còn đình đền chùa lớn thì nó lại thành thương mại, nó lại thành du lịch, đúng không? Đấy thì chúng ta nhớ nghe kỹ cái câu như vậy, được chưa? Đôi khi cũng còn cả cái chuyện tâm linh nữa cơ. Tâm linh nữa thôi, là mình có quê mình có nhiều cái khu gọi là cái cổng đình ấy, hướng về cái làng đó, cái là cả cái làng đấy nó đều nó là thì răng vẩu mấy cả mắt chố rất là hay. Mình nghĩ là những câu chuyện truyền miệng nó cũng chẳng biết thế nào, những câu chuyện tâm linh khó có thể giải thích, nhưng mà nếu chúng ta đầu tư bất động sản hay mua nhà mua cửa gì thì tránh cái việc mua gần đình đền chùa nhỏ ra, là dạ còn đình đền chùa lớn thì lại thành du lịch nhá. Và thứ ba là không mua gần nghĩa địa, nghĩa trang nhá, không mua gần nghĩa trang, đôi khi nó cũng là một cái gì đó về mặt kén người mua. Chúng ta đầu tư chúng ta xong thì chúng ta kén người mua, tất nhiên ở thành phố thì vẫn có nghĩa trang gần, nhưng mà đấy là không còn chỗ nào, nhưng mà các bạn bán vẫn có sự kén, vẫn có sự kén, cho nên tốt nhất là đã kén thì thôi loại bỏ luôn. Cái thứ tư là gì? Không mua gần bãi rác. Ui giời, hãy về Sóc Sơn, đúng không ạ? Những ai mà ở gần bãi rác chắc các bạn đã hiểu, những ai mà gần sông Tô Lịch chắc các bạn cũng đã hiểu, đúng không ạ? Các bạn ở gần những con sông chết hay các bạn ở gần những khu công nghiệp mà nó hôi thối chẳng hạn thì các bạn cũng sẽ biết đấy, cho nên là không mua gần bãi rác, loại bỏ luôn. Và thứ năm là không mua nhà có vị trí cua tay cua áo hay mảnh đất tay cua áo nó như thế này này, đi về thì nó ở bên này này, thì các bạn biết không, bên này thì nó cũng tầm nhìn, mất tầm nhìn, bên này là bụng thì gọi tay cua áo, rất nguy hiểm. Ông Ken công ta lơ là ông chỉ cần mất lái thôi, xong đang ngủ là toang, đúng không ạ? Chỗ này nữa thì mất tầm nhìn thì người ta đi về người ta húc vào, cho nên là tránh cái vị trí cua tay áo ra, được chưa? Nếu các bạn muốn hiểu về cua tay áo cứ đưa tay áo, đưa cái tay của mình lên đến chỗ khuỷu tay là cua tay áo, được chưa? Và cái điều cuối cùng là không mua nhà đường đâm. Không mua nhà đường đâm, thực ra về điều này thì có nhiều người sẽ giải thích là nếu nhà đường đâm thì kinh doanh quảng cáo sẽ tốt hơn, đúng, nhưng đôi khi nó cũng mất an toàn hơn, đôi khi thì chúng ta nhìn nhận nó sẽ kén kén người mua hơn. Nếu các bạn bảo là nhà đường đâm nó ok thì các bạn hãy nhìn những chủ đầu tư lớn, những dự án lớn, vì sao mà những cái chỗ đường đâm người ta hay dùng hay làm cái phương án là xẻ khe, đúng không? Làm cái vườn hoa xẻ khe ở đó, vừa nâng được giá trị của hai căn bên cạnh thành gọi là căn góc là khe, nhưng mà cũng vừa cái việc là để không bán cái căn đường đâm nó cũng khó bán hơn, giá nó cũng thế mà nâng được hai giá trị của hai căn bên cạnh lên, cho nên chúng ta học được cái điều đó để là chúng ta ứng dụng nó vào thực tế, là không mua nhà đường đâm, kể về mặt thực tế khoa học, an toàn giao thông, cả về mặt tâm linh, đúng không ạ? Thì tùy các bạn muốn mua thì cũng được thôi, nhưng mà với quan điểm của mình thì những cái điều kiêng kỵ đó thì là mình không đưa đưa vào cái bộ tiêu chí đầu tư của mình. Thì đấy là những cái điều mà các bạn phải xem đi xem lại để làm sao đưa ra những cái bộ tiêu chí đầu tư của mình, làm sao chọn lựa những cái hàng nó tốt nhất. Ví dụ chúng ta đi chọn quần áo thì nó phải như này như kia chứ, chúng ta không có bộ tiêu chí đấy đâu chúng ta chọn được, đúng không ạ? Cái áo này nó mặc được mùa đông hay mặc được mùa hè, áo này nó dài nó ngắn, áo này chất liệu gì, mà có nóng không, đúng không ạ? Vân vân. Thì đấy những cái điều kiêng kỵ khi chúng ta mua bất động sản nó là như vậy. Để chúng ta xem đi xem lại cái video này để đưa ra cái kiến thức, đưa ra cái tiêu chí
chiến lược đầu tư cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Thuần Chu, nhà đào tạo đầu tư bất động sản cá nhân.